Hello các bạn, em mì xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mì Quỳnh nha. Hôm nay em mì sẽ vẽ một cái bộ móng cho cô khách này nha các bạn. Cái màu natural mình đã sơn xong rồi. Bây giờ em mì vẽ đây, màu xanh này trước. Em mì dùng cỡ giấy lai nha các bạn. Rồi em mì vẽ màu xanh trước. Cô này có vẽ mấy màu lắm. Rồi một móng đây. To ra nè, vẽ theo cái hình nó cổ đem đến cho em mì nha các bạn. Hai ngón ha, rồi đó. Rồi không có ngón cái, không có ngón cái thì ngón cái mình tự chế luôn. Rồi em mì vẽ xong một màu rồi đó các bạn. Rồi bây giờ em mì cho hơi tay bên đây. Rồi tay bên đây cũng vậy, mình vẽ tương tự nó na ná vậy đó các bạn. Bạn thấy cái mấy cái màu xanh này giờ nó ngọt. Rồi giữa này nó mập hơn đó, nên mình phải vẽ từ đây mình vẽ ra. Rồi bây giờ tới ngón cái. Rồi em mình đã xong một màu nha các bạn. Bây giờ cho hơi qua đây. Cái bước kế tiếp thì mình sẽ làm tiếp cái màu kế tiếp nha. Cái màu kế tiếp lại mình sẽ đi cái màu xanh đậm hơn một tí. Rồi đây đó. Các bạn thấy hai tông màu xanh rồi ha. Và cái màu này nó cũng đi lai lai na ná vậy đó các bạn. Rồi cũng không có đường nét, cũng không có bự quá nha các bạn. Rồi đây rồi ở đây nữa nha. Yeah, go wash your hand please. Go wash your hand over there. Món là một cái khác nhau nha các bạn. Rồi xong một các bạn, bên đây là mì xong nữa rồi đó. Cái màu thứ hai nha. Các bạn thấy vẽ bằng cái cọ giấy lai rất là tiện luôn. Mình ít có sợ lem, mình vẽ qua là xong. Rồi bây giờ mình cho hơi qua đây. Rồi qua đây cũng vậy. Rồi tới ngón cái đây nha các bạn. Đó, mình đầu đó cho cái đường nó sắc một chút.
Rồi bây giờ em sẽ cho hơi. Bây giờ mình chuyển sang cái màu thứ ba nhé. Rồi bây giờ chuyển sang cái màu xanh thứ ba. Em cũng dùng một cái cỡ giấy lay này thôi các bạn. Đây là những cái màu giả toàn là màu keo không đây. Đây là cái màu blue đậm hơn nữa. Rồi bây giờ em sẽ vẽ nha. Ít vậy nè chứ không có vẻ mà quá to. Rồi tới cái này, ngón này các bạn thấy không, một tí xíu màu xanh. Mình vẽ mấy cái sát dòng da tay này kỹ kỹ, đừng có để nó tràn, nó không đẹp nha các bạn. Rồi ngón cái nè. Tô cho nó thì to cái xanh này một tiếng nha. Đó. Rồi là mình đã xong. Các bạn thấy không? Đây là mình đã xong một bàn tay cho cô khách đó. Ba màu rồi, thơ qua bên đây. Rồi qua bên đây cũng vậy các bạn. Rồi bây giờ mình tô lại nè. Bạn thấy rất là dễ để mình vẽ những cái mẫu như vậy nha. Sẽ là cái đường nét cho nó sắc. Rồi qua đây cũng vậy. Đó, bây giờ mình sẽ sửa cái đầu này cho nó bự ra. Bọc luôn cái dòng đó cho nó khéo các bạn, chứ nó không có bị, nó không có bị để trẻ ha. Cái dòng này cho mình bọc khéo cho ra mới đẹp. Rồi như vậy là mì đã xong rồi đó các bạn. Rồi mì cho hơi qua đây một chút. Rất là đơn giản, mình đã xong được 10 cái ngón vẽ cho cô khách này mà theo cái new trend bây giờ nha. Bây giờ các bạn, mì sẽ bỏ hai bàn tay cho các bạn coi. Đây là cái mẫu vẽ 10 ngón cho cô khách. Mình sơn cái màu natural phía dưới rồi mình mới vẽ nha các bạn. Sơn cái màu natural cho nó cover cái nail, nó mờ mờ tí chứ để mình vẽ nó thấy cái đường lay của cái nail. Rồi vậy là xong hai bàn tay, rất là đơn giản dễ làm luôn. Rồi bây giờ cái bước sau cùng là mình chỉ bỏ nước bấm nha các bạn. Đó, sau khi bỏ nước bấm là Amy đã hoàn thành cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha. 10 ngón vẽ 3 màu luôn theo những cái mẫu new trend bây giờ. Em mình nghĩ chắc tiệm nào cũng vậy, ngày nào cũng vẽ những cái mẫu vậy các bạn. Đó, giờ mình apply nước bóng lên nè. Sau khi apply nước bóng lên là mình đã xong cái bộ móng của khách này, bộ mới là full set 10 ngón vẽ nha. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.